chạy luôn. Má ơi, chúc mừng năm mới má nhỉ, cho chị Hai nha. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, bữa nay á mình đi lại bác xui mình. Mình mua có hai chậu hoa mình tặng cho bác xui mình á, tặng sinh tết. Hai chậu hoa có 16 đô một chậu. 16. 16 đồng. 2 chậu 35 đô. 2 chậu 35 à? 2 chậu 35 đô. Thế luôn á. À, đẹp hay cả nhà. Đẹp giống như bà nội với chị Hai vậy đó. Đây là kỷ niệm năm 2024. Mình chào cả nhà. Đây là cô Yến ở kè đó. Đây là cô Yến mình đang ăn cái tàu hủ chín nước tương. Dạ, bữa nay Việt Nam cô Yến, chào cả nhà đi cô Yến. Chúc mừng năm mới cả nhà nha. Cô Yến đang vui nè các bạn. Đang ăn đồ ăn quá trời luôn. Cười cười. Cả nhà ơi, năm 2024 mình chúc cả nhà được năm mới. Năm 2024 là vàng 24 vô đầy nhà nghe cả nhà. Dạ, nhẵn liền, có vàng là vui rồi. Chúc cả nhà trong nước và ngoài nước. Trong nước và ngoài nước. Năm 2024 là mình phải có vàng 24 ra thật là nhiều. Cả nhà, mưa đá bữa nay mưa đá lớn lắm đó. Ồ, ở ngoài mưa đá lớn lắm luôn các bạn. Hả? Hả? Chúc ông táo bà táo về trời. Quên hai bộ người nữa anh ở Việt Nam và bên Mỹ. Bên Mỹ ngày mai phải không? Ở về ở Việt Nam là ông táo về nhà lên trên thiên đình là ông bà báo cáo rằng là ở Việt Nam và bên Mỹ mình á, người Việt mình á là vàng năm nay vàng 24 vô đầy nhà luôn. Về vui vẻ là tràn đầy nhà luôn đó cả nhà. Chị còn mấy ngày nữa tới Tết nè. Ngày mai là bên mình đưa ông táo về trời giờ nào ngoại ấy nổi mau quá ha. Bữa nay là ở Việt Nam là ông táo về trời là ở bên Việt Nam, không biết có nắng không ở bên bên Mỹ thì sao một ngày phải không. Bên Mỹ ngày mai giá trời cho đỉnh trời mưa, năm nay cũng đi máy bay rồi không có sao. Ông bà đi về Việt Nam là máy bay về trời là má vui lên đi má. Đi bằng máy má bay cười lên má. Chúc mừng năm mới má nha. Năm nào con cũng đều quay phim má hết á. Tết rồi ông dẫn dẫn chợ con qua. Bà nội năm nay nội chuẩn bị ăn Tết nữa có gì vui không nội kể cho. Chắc vẫn anh xui chị xui lên Việt Nam nghe đây nội. Chưa có gì vui. Không chưa có gì vui. Rồi ông nội đâu rồi bà nội? Hình như ổng chết rồi chứ. Hình như chết. Ổng ở Việt Nam. Nghe nói ổng chết rồi. Ổng có bà nội ơi, ổng ở Việt Nam. Chị Hai đi đâu vậy bánh? Chưa biết trời rồi. Biết nhớ ngày mà không biết bữa nào nó nấu rồi quên mất mẹ rồi. Má của bà mình á, khi nhớ thì hồng các bạn ơi. Khi thì rồi. Nhớ rõ lắm, khi thì quên quên. Vậy là chích cho Covid rồi đó. Bà nội. Nó tôi qua Tết con về Việt Nam rồi bà nội về Việt Nam thăm ông nội nha. Nói đi không? Không đi. Hồi nãy má mới nói bà sao đó. Rồi ông nội sao? Ông nội đang ở Việt Nam hả? Nó có chơi được không? Má nhớ lại kỹ rồi ba còn khỏe không? Nó nói ông chết rồi mà không biết. Bà nội ơi, ở Việt Nam. Vậy là má nói đúng rồi đó. Ba chồng của mình thì không có còn nữa nha các bạn. Đó, má nói đúng rồi đó. Vậy là má giỏi. Má không có quên. Mừng quá, vui quá. Cô Yến, nói gì được cô Yến? Yến nói gì đây? Cười. Cô Yến săn sóc má lắm nè các bạn. Nấu cơm cho má ăn hoài đúng không? Nội nói, nội gửi lời chúc Tết anh Xui với chị Xui ở Việt Nam sao? Nội nói cho nội nói cho con nghe thử ra. Má chúc Tết đi. Má chúc Tết. Chúc Tết đi má. Chúc Tết cho anh Xui với chị Xui ở Việt Nam cho được mạnh khỏe và vui vẻ. Rồi anh Xui tuổi con gì? Anh Xui tuổi con gì? Anh tuổi con ngựa. Vậy hả? Vậy má nhớ rồi đó. Ủa đó là con ngựa gì? Con ngựa được.
Rồi bà nội, bà nội tưởng con gì? Con ngựa. Mà con ngựa gì? Con ngựa cái. Đáng hô bà nội. Rồi bà nội nói anh chui làm sao? Anh chui làm sao? Con ngựa đực làm sao? Ngựa đực của anh chui làm sao? Không biết. Bà nội còn nhớ đó nghe ba. Vậy má còn ơi, nhớ đó. Bà má ơi, bà nhà má nhớ kỹ nha. Bác xui á còn nói á là chung bà, một cái tuổi không? Chung một cái tuổi con ngựa. Tuổi con tướng con ngọ là đặt là con ngựa đó cả nhà. Ờ dạ, đã thấy vậy con không mẹ ơi. Rồi, bà nội khỏe. Bà má con cũng nó đi theo. Hỏi thăm bà nội hoài hà. Yeah. Bà nội gắn tới là bà nội giữ gìn sức khỏe, bà nội sức khỏe dồi dào hoài nha. Mạnh khỏe rồi có việc nào đó bà nội về thăm anh xưa với chị xưa nha. Rồi thôi bà nội bye bye cả nhà đi, chúc cả nhà vui vẻ. Chúc cả nhà vui vẻ. Mạnh khỏe mỗi ngày. Mạnh khỏe tới ngày. Tối ngày. Rồi, bữa nay má ốm nha. Bữa nay má ốm á. Để quay bông lại gần cho các bạn xem nè. Bông này mới búp các bạn ơi, dễ thương quá ha. Đó, chị Hai mua tặng má Tết 2024. Hơi phan để con quay ra đây cái nữa. Các bạn ơi, mình quay cái này cho các bạn xem nha nè. Có gì nè, bông mai đó nè. Bắt đèn lên là bắt lúc nào hay. Ồ, sáng quá nè các bạn nè. Cô Ngọc á, với Dưỡng Ba, cô Yến được chân nè. Bông mai đẹp quá. Rồi có gì, có rượu nữa nè, rượu rồng nữa nè, con rồng nè. Có thờ ông bà ở nhà cho ấm các bạn ơi đó. Nhà là cô Ngọc thờ ông bà nhiều lắm nè. Còn bữa đá hôm nay hết rồi, tan rồi. Hết rồi hả? Nè, còn có viên đá nữa hả? Hết rồi. Rồi chị Hai đi lụm nước đá. Các bạn ơi, chị Hai đi lụm nước đá. Bảo mới đang vô mà. Má vui nha má. Rồi. Má giở tay lên bay cả nhà đi. Yeah.